Hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay thì em xin làm một cái video đó là lại chuyển cái máy xúc Comat 50 của thứ hai của em này lên trên xe ô tô các bác nhá. Đó thì vừa rồi thì mình vừa mới đi vào phía trong này và làm một cái công trình đó là sới cái vườn bưởi. Đó thì công trình nó đã xong rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ chuyển máy xúc lên xe và chuyển về nhà để xuống để bảo dưỡng lại cái két nước. Đây này. Hôm trước thì mình có cái két nước này nhưng mà két phụ này nó làm việc rất là tốt, nhưng mà do là cái này mình chưa chế được ấy quá. Cái này mình chưa chế được nó mới tì vào cái thì nước đây. 2 tiếng. Đó, thế đó. Nó bị tì vào cái đoạn cút này các bạn này. Đó thì bây giờ nó nứt hết rồi, nó hở hết rồi, bây giờ nó sắp xuống đây rồi. Đó, thì cái này thì mình sẽ về để tháo nó ra và xử lý lại các bác nhé. Thủng hết rồi. Những cái này thì là coi như là đã xong. Đó. Ok thì bây giờ mình sẽ chuyển máy lên xe nhá. Thì hôm nay thì sẽ đi cái ben lùi ra bên phụ bởi vì là nó còn đi ra đường. Đi ra đường thì tránh nhau nó bằng cái bên phụ thì nó sẽ dễ hơn. Đó. Thì mình vừa mới làm xong thì nhiệt độ thì bây giờ hiện tại nó đang là 80 độ. Thì mình bật cái quạt này lúc nãy là bật lên thì nó là 80 độ cho nên là nó sẽ nhiệt độ nó thích hợp. Nhưng mà mình làm một lúc mà không bật quạt là nó sẽ bị nóng. Đó. Cái này thì mở thành với anh em nhé. Ở phía trên này nó có dây điện này. Thì là ấy thì sẽ phải cẩn thận. Kia có một cái gầu bé kia anh em nhá. Cái gầu bé kia là lúc mình đi đào hố cột điện ấy là mình có sử dụng đến nó. Nhưng mà bây giờ thì không sử dụng đến nữa rồi. Giờ đi làm ở dân này hầu như là mình toàn làm gầu to thôi, không có công trình nào làm gầu bé cả. Chống cái bên đi. Do là cái thùng của mình ấy, cái xe của mình thì nó hơi kêu một tí, dân mong anh em thông cảm. Nhiều bác cứ bảo là không cẩn thận nhưng mà không phải đâu. Cái xe nó như vậy đây, cái xe nó xe bé quá. Cái gầu của mình nó cũng nặng nữa. Nhiều khi đi lên là nó cứ kêu. Đó. Mình gá vào như thế thôi anh em nhá. Xong bắt đầu mình quay lại xong mình mới tiến vào sâu hơn. Đó. Nó vào khoảng độ hơn 1 mét đi. Đây, nhìn thấy không? Cái kia nó khoảng hơn 1 mét xong bắt đầu mình mới nhấc lên. Nhấc lên thì anh em cứ ra cái gầu mới lại là ra cái cần này để thêm lực và ấn xuống thì nó sẽ thêm lực để nó ra. Cứ lùi vào thôi. Khi mà lùi lại thì anh em vừa ra cần vừa ra gầu, đấy là mình kết hợp với lại chân thì đi như thế này nó sẽ kết hợp, nó sẽ dễ. Đó. Đấy, san lại trả cho người ta cái chỗ mình đi vào này. Nó phẳng ra cái chỗ này buổi sáng này có chỗ xe nó quay đầu ở đây nó hơi có lốt một tí để căn chỉnh cái này cho nó chuẩn, nó sẽ lồi ra là một mắt xích anh em nhé, căn nó khoảng hồ lồi ra khoảng một mắt xích đó. Sau là cái gầu thì mình sẽ để vuông vào đây. Đó. Để vuông như này nhá, sau là tắt máy thôi, như vậy là coi như là xong. Nếu mà lên cái bên cao thì anh em cố gắng lên cái bên trước, ví dụ như cái xe nó cao hơn. Ví dụ như xe 3 tấn rưỡi hay là có thể là xe 5 tấn thì mình sẽ lên cái đầu ben này lên trước, giá lên trước để cho nó an toàn hơn, nó đỡ dốc hơn. Đó thì vừa rồi thì cái thật gầu nhanh này mình vừa mới bơm mỡ này. Mình có một cái đặc điểm rất là hay khi mà lắp cái gầu nhanh này, thà cái tháo lắp nhanh này, đó là cái ắc này nó sẽ không bị đất vào, không bị nước vào cho nên là nó giữ được mỡ rất là lâu. Đó thì là mình hầu như mình bơm nhá. Mình bơm một ngày như này là khoảng 3 ngày sau nó vẫn cứ có mỡ ở đây cho nên mình không phải bơm nhiều. Nó ngày trước thì cứ ngày nào cũng phải bơm. Đó, còn những cái trên này thì là mình bơm rất là ít thôi. Bởi vì là thông thường 2-3 ngày thì cái mỡ của mình mua mỡ tốt đấy các bác. 2-3 ngày nó vẫn còn ở đây, nó không bị rơi đi, không bị nóng, chảy đi mất đâu. Cho nên là mình sử dụng nó rất là bền bỉ. Tất cả những cái này này, anh em nhìn này. Đây, những cái chỗ này nó ở trên cao rồi. Nó trên cao cho nên nó không tiếp xúc với lại đất. Còn như ở chỗ này ấy, nó tiếp xúc với đất nhiều. Nhiều khi là mình múc cái gầu đất là nó cứ rơi vào cái khe này này. Nó rất là hại ác. Nhưng mà bây giờ có cái này thì cảm giác là mình bơm mỡ nó cũng không cần phải nhiều. Đó.
Đây thì mỗi bên anh em cứ cho nó ra là một mắt xích như thế này, nó hở ra ngoài, còn lại cái đoạn này nó là đoạn cua thì nó sẽ là cân đối anh em nhé. Đó. Đấy, bên này cũng như vậy, thì cái này thì nó sát với lại cái gầu con này. Đấy, đi sang phía bên này cho anh em xem. Đi mình để gầu thì nó tùy từng cái gầu thôi, cái gầu của mình thì mình để như thế này thì nó vừa, có những cái thì người ta quặp hẳn lại thì cái đỉnh cần này nó mới thấp xuống, nhưng mà của mình nhìn nó để như này là vừa. Đó. Bởi vì ở phía dưới này nó cũng có một cái cổ hàng này, nó lại có cái này nữa, có cái miếng để người ta ấy, nhưng mà bây giờ nó bị tì nhiều là nó cong hết rồi, nó gập hết rồi, bây giờ không không thể làm nào ấy được nữa. Lồi gần như là một mắt. Đấy. Như như cái này là nó bị lệch cho anh em nhé, đúng ra là nó một mắt là nó hở ở ngoài trong ra đây nó mới cong lên thôi. Đó, bên này thế như thế này là nó cân. Đấy, như thế này là nó sẽ cân đối với cái máy ấy, bởi vì cái đối trọng là nó ở giữa rồi. Đấy, nó dồn xuống cái giữa này thì nó không phải là nó bị lệch cho một bên đâu mà nó ở giữa. Cái gầu của mình ở giữa thôi, là nó dồn xuống này. Thì cái xích cao su này nếu mà khô thì không nói nhé các bác nhé, nếu mà ướt bùn ấy, thì đi lại cần phải cẩn thận bởi vì nó sẽ dê văng cả cái máy đi luôn. Hôm trước mình có lên và nó bị khi mà mình nhấc lên nó hơi trôi lại đằng này thì nó rất nguy hiểm, chính vì vậy là khi mà lên cái bùn ướt là mình cứ phải đổn sâu nó vào thật là sâu đi. Thôi thì cái video này mình làm một cái video ngắn như vậy, chuyển máy đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Ok, chào anh em. Thì cái này thì là chuyển về công trình mới thì đi đi về để sửa cho nên là cũng chưa có công việc mới, thì khi mà có công việc mới thì mình sẽ lại quay tiếp cho anh em. Ok, chào mọi người.